lý của em mang tiền qua để trả cho em, đưa cho em tiền trả tiền khách sạn với cả tiền xe taxi với cả tiền xe ra đây. Nhưng bây giờ ăn xong thì đúng rồi, vậy cô đi mang ra thì cô đi, bây giờ cô bảo là cô không còn là có ở đây để cô mang tiền ra cho cháu. Nói linh tinh là mất biết đâu. Em còn một suất cơm thì cũng 95.000 thôi, em biết bảo là có suất gà 95.000 với cả 95.000 một suất gà. Anh em có quen pin như thế đâu anh ạ? Cả xôi nữa, cả nước bọt này 153.000. Kìa anh quen pin à? À mời em ra đây đây. Bà ra cơ quan đây.